Bản tin, Đài truyền thông vẻ đẹp văn bản, mời quý vị và các bạn, theo dõi bản tin, ngày 1 tháng 12, bà con làng Nủ đã tiếp tục làm vườn rau sau những khó khăn do thiên tai mang lại. Hơn một tháng sau trận sạt lở nghiêm trọng, người dân nơi đây đang nỗ lực phục hồi cuộc sống, trồng lại rau cỏ và hoa theo công nghệ sạch. Họ cùng nhau xây dựng lại những luống rau và rào rậu xung quanh, tạo thành không gian xanh mát, giúp khôi phục tinh thần sau những mất mát đau thương. Những hoạt động này không chỉ mang lại thực phẩm cho cuộc sống hàng ngày mà còn giúp bà con vơi bớt nỗi đau, hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Người dân làng Nủ thể hiện tinh thần kiên cường và đoàn kết, không ngừng tiến về phía trước để xây dựng lại mảnh đất của mình, bài viết tổng ơi. Chân để cô lao cái đấy. Chuyển đồng kê giả thưa kín á. Đồng on này mày on. Má chị em nó nổ lòng phù. Bám nó lòng chỗ lòng phù. Nhưng mà chim cắp mình có chị em mà. Chị em mình Thank you.
Xin chào mọi người, đây là làng Lũ, Bảo Yên, Lào Cai. Đang thi công những ngôi nhà rất đẹp cho bà con vùng lũ. Cơn bão số 3 vừa rồi. Đang quá trình thi công. Những căn nhà đang hoàn thiện. Mấy căn này là chưa sơn nhé. Đấy, lên cầu thang. Đường vào nhà bếp, trong nhà ốp lát gạch rất sạch sẽ. Đang căn này đang quá trình sơn bả. Đang thi công 40 căn nhà nhé. Đó, trên đấy rất nhiều nhà. Trong này có một phòng bếp diện tích tầm 8 m². Đó, về cầu thang đi ra. Trong này là nhà vệ sinh này còn ốp lát nhé. Đó, rất chi là đẹp. Cầu thang xuống. Dự án nó tầm khoảng 20 ngày nữa sẽ xong. Đó, trên đấy rất đẹp. Đang hoàn thiện sơn. Can rất đẹp. Tái định cư khu làng Lũ, Bảo Yên, Lào Cai. Sàn ốp rất sạch đẹp. Căn này đang quá trình lăn sơn lót bả, chưa hoàn thiện màu. Còn những căn kia là chưa bả, chưa lót, chưa sơn, chưa hoàn thiện màu. Nói chung mình chỉ trên đấy là 10 căn. Trên đấy là 10 căn. Đây trước là đồi sim nhé. Đồi sim. Trong hành lang ốp gạch. Rất đẹp. Căn nhà này diện tích phòng khách này rơi tầm 90 đến 100 m². Này một cái sàn đẹp chứ. Căn nhà truyền thống của người dân tộc Tày nhé.